bộ họa cụ này xinh ghê. Kèn tị quá đi mất. Mình nên dùng thế nào ta? Hay là sửa lại vậy? Chỉ cần miếng tóc thôi à? Mong Sarah không để ý thấy. Vậy là đủ rồi. Gắn vào cái cọ này. Giờ thì tô màu thôi. À, sao trông quen quen thế? Kiểu quen dã man ấy. Có phải tóc tớ không? Tóc mình, cậu làm gì vậy hả? Trả đây tớ. Hả? Tớ cắt nữa đấy nhá. Dừng lại ngay. Tôi ra tay với các em đây. Bị phạt ạ? Ấy chà, mình không ngờ luôn đấy. Đây là đâu? Chào, đến lúc thực hiện thử thách hội họa rồi. Bánh xe sẽ quyết định chủ đề cho hai em. Tốt lắm. Chà chà, mắt mũi các cô cậu đâu rồi? Đúng vậy, che lại. Thử thách tiếp theo sẽ vui lắm đây. Được rồi, này. Đây là thử thách, thấy không? Yay, đây là thử thách tuyệt nhất. Tụi mình rất thích Puppet. Mình biết là nó đúng kích cỡ mà. Màu đã sẵn sàng rồi. Một màu tím đến đây nào. Hàng màu tím đã xong. Cái gì thế? Xong xuôi. Cẩn thận. Ha! Biết rồi, phải nghiêm túc thôi. Brian, cái đó để làm gì vậy? Cậu sẽ thấy ngay thôi. Đúng vậy, tôi có dụng cụ và đây là cách mà nó hoạt động. Vẽ những dấu chấm nhỏ dọc theo cây gậy. Vẽ thêm hàng nữa. Và chuyển sang màu khác. Dùng tất cả các màu cầu vồng luôn nhé. Gần xong rồi, và đây là lúc phép màu xuất hiện. Trước khi màu khô, hãy lăn cây gậy. Gina, xem này. Đó đúng là cách của nó đấy. Hay đấy. Mình của Brian, tôi gọi đó là kiệt tác. Hãy gọi tớ là chúa tể Puppet đi. Cảm ơn rất nhiều. Thử thách đầu tiên là thức ăn của con người. Pizza. Tớ mê pizza lắm, phòng này dễ ợt rồi. Nhắc đến là thấy cồn cào. Ước gì mình có một lát pizza ngon lành ngay bây giờ. Đúng rồi. Vậy mình sẽ vẽ tranh bánh kép. Đầu tiên là vẽ hình tam giác, rồi phun bột kín phần vỏ. Bột bánh kép còn tuyệt vời hơn sơn nữa. Mình muốn pepperoni. Mình sẽ dùng bột màu hồng vẽ các đốm. Mình thích thật nhiều topping. Xong, giờ thì đến phô mai. Mình sẽ phun xung quanh pepperoni. Phải cẩn thận để không làm hỏng. Khi đã chín, mình sẽ lật lại. Chắc tay. Và chín rồi. Nhìn ngon phết ha. Essie, hết sảy con bà bảy. Hả? Cậu có pizza? Sao thế? Cậu có muốn ăn không? Nhưng... Ủa? Mùi kinh chết đi được. Thôi, bỏ vào thùng rác. Nhưng mà pizza bánh kép của tớ đẹp ha. Cheryl, bắt tay vào việc thôi. Bút 3D sẽ tạo nên tuyệt tác. Mình bắt đầu với đường viền. Vẽ hình tam giác khá dễ này. Vậy là có đế ngon ngon rồi. Mình sẽ phun kín hình tam giác. Giờ thì vẽ vỏ bánh thôi. Mình chỉ cần tô không chườm ra ngoài. Hoàn thành đế rồi. Pizza nào cũng cần phô mai. Wow, trông y như phô mai chảy. Pizza phô mai. Nhưng cần có topping nữa. Mình cũng sẽ làm pepperoni. Vị yêu thích của mình. Thấy thèm lắm phải không? Nhìn đã muốn cắn một miếng ý. Trời đất. Sao chỉ một lát khi cậu có thể làm cả một chiếc pizza? Ghen tị hả? Cheryl thắng. Tuyệt, tớ biết mà. Tớ là số 1. Tiếp theo là gì vậy mẹ? Cũng ổn áp nhở. Chắc không khó lắm đâu phải không? Màu nâu chuẩn chỉ rồi đấy. Chiến thôi. Em bé lên bà cũng biết vẽ bánh cupcake mà nhở. Nhìn hơi bị kỳ đó nha. Tụi mình cùng vẽ hình cục kít nè. Nhìn cưng xỉu nhờ mọi người.
Trông hơi bị hài luôn ấy. Thêm màu xanh cho mắt xinh này. Và giờ vẽ phần thân bánh nữa nha. Nhìn hơi bị hợp lý luôn đấy. Nhưng hai đứa ơi, nhìn có giống cupcake đâu. Mỗi người nhìn thấy mỗi khác mẹ ạ. Cùng lật bánh này lên thôi. Boom, thế là xong nè. Cả hai chiếc bánh đều rất ba cháy. Mẹ ơi. Mẹ chả biết. Mẹ thấy cả hai cái đều thua. Đều thua sao? Ôi, chị ơi. Ừ, tụi mình phắn nào gái. Nào các nàng ơi, tụi này làm xong đồ ăn rồi. Nhìn chả giống đồ ăn tí nào. Thế thì nhịn nhá. Xin chào, anh muốn ăn bánh không? Gì? Thấy ghê. Chào mấy bồ, đánh chén phát nào. Không á. Biết sao không, tôi nghĩ lại rồi. Thôi thì cũng cho được một cái. Tụi mình chia nhau nhá. Xong và xong. Ngon quá trời chứ bộ. Không được nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Ok là, hôm nay chúng ta sẽ tham gia thử thách hội họa đó các em. Cô sẽ quay bánh xe để đưa ra thử thách cho các em. Đây rồi, cưng chứ kìa, là hình trái tim, vẽ tình yêu nào các em. Yay, em thích vẽ trái tim và tình yêu các thứ ạ. Tớ biết phải làm gì rồi, bắt đầu với chữ love này. Wow, hung đấy lãng mạn thật. Em ấy như nàng thơ giữa cánh đồng. Ok, đến lúc thêm gia vị cho bức tranh này rồi. Mình sẽ thêm một trái tim bé xinh và biến chữ O thành một cô gái. Chữ V là một trái tim nữa, rồi chữ E trở thành người cô bé thích. Cưng quá, mà phải thêm tí màu me nữa. Trái tim này phải màu hương nè, tuyệt. Và trái tim nhỏ ở đây cũng thế nè. Ok, thêm chút màu nữa nào, một cái đồng tím xinh. Wow, bức tranh này càng ngày càng đáng yêu. Đến lúc đổi màu rồi, vàng cho tóc nhé, cả hai luôn. Và tôi nghĩ cô bé sẽ đội mũ xanh dương, giờ là chút xanh lá cho áo thun. Tự yêu cậu nhất. Màu chì sẽ giúp hai nhân vật có thêm biểu cảm. Ta-da! Nào các em, trưng bày tác phẩm thôi. Hả? Gì? Ôi không! Eo, ai lại lấy kẹo ra như vậy chứ? Em làm gì vậy? Cô đợi em chút, đây sẽ là tác phẩm của em. Nhầm. Cô đợi em một tẹo nữa nhé, sắp xong rồi. Nhầm. Hoàn thành! Đây ạ, tác phẩm tình yêu của em đây ạ. Wow, cô làm hay thật đấy, đỉnh của chóp. Ôi thần linh ơi, cô rất ấn tượng đó, 10 điểm. Thử thách tiếp theo là vẽ kỳ lân. Tuyệt, mình thích kỳ lân. Giống như một con ngựa thôi nhỉ. Mình vẽ động vật dở lắm. Gì? Cô ơi, nhiều tiền lắm. Của cô đấy. Cô vẽ kỳ lân giúp em nhớ. Sarah, cô rất là thất vọng. Không, em tự vẽ đi. Cô thiệt thôi à. Mình sẽ thua vòng này mất. Cậu làm quá dễ sợ đấy. Mình biết một mẹo cực hay luôn nha. Mình sẽ đặt tay lên giấy và vẽ xung quanh. Giờ vẽ bên trong này. Cách vẽ kỳ lân này đơn giản nhất luôn đấy. Giờ mình sẽ tô màu. Hồng là màu cực hoàn hảo cho kỳ lân đấy. Cưng quá đi mất. Mình sẽ thêm chút màu vào cái sừng này. Nhanh quá đi mất. Thế là xong rồi nè. Nhìn này má. Sao trông cậu vui thế? Là mình có ý tưởng này. Mình có thể copy Molly mà. Nhưng đó sẽ là một con kỳ lân giàu có. Đây sẽ là một cái sừng tuyệt vời. Tác phẩm xịn tốn nhiều tiền lắm. Cậu thấy sao nào? Thật luôn ấy hả? Y chang của tớ thế kia. À, làm gì? Của tớ tốn tiền hơn á. Dạ cô ơi ơi. Nhìn kia kìa. Quá tuyệt vời. Tuyệt lắm cả hai em. Mình là họa sĩ đó.
rồi, tớ để cậu ghi điểm lần này. Úi. Tớ là Cheryl, tớ là mảnh ghép. Nhìn này, tớ là Essie, tớ rất đặc biệt. Tớ có chiếc bút 3D. Lật bánh kép rõ là khó. Wow, hai đứa xấu tính quá. Ahem, đùa thôi ạ. À. Hãy lan tỏa tình yêu với biểu tượng này. Bắt buộc sao ạ? À? Thôi đành làm cho xong. Rồi. À, bút đâu rồi? Nãy vẫn đây mà. Hả? Kệ tôi đi. Cô đang làm gì vậy? Tóc túi. Xin lỗi, cho tớ nhìn vào trong này xíu nhá. Hả? Lượn dùm đi mà. Tớ rất vui được. Essie. Dị thật đấy. Cậu ấy làm gì đó? Kệ đi, mình còn phải làm bánh kép. Mình sẽ bắt đầu từ miệng. Rồi đến mắt và vẽ đường viền. Mình sẽ tô vào trái tim. Và dùng màu vàng cho gương mặt. Phần này dễ ợt. Gần xong rồi. Ok, để một lát cho bánh chín. Cậu làm sao thế? Thì tớ... Thôi kệ đi. Vậy là chín rồi nè. Wow, nhìn bánh bay nè. À, đâu rồi nhỉ? Hả? Màu này hợp với mình hết chỗ nói. À, cho tôi giải thích. Màu đưa trả em. Coi chừng em đấy. Vào việc ngay nào. Mình sẽ bắt đầu vẽ vài đường. Và càng lúc càng vẽ to ra. Mình muốn vẽ thật đẹp và giống mẫu. Hình tròn vo luôn. Hãy vẽ lông mày nào. Mình sẽ vẽ một đường ngoằn ngoèo với bút 3D. Rồi đến đôi mắt. Vẽ thế này thật ra rất thư giãn đấy. Mình thấy rất đã tay. Rồi cho nó cười thật tươi nè. Giống như biểu tượng cảm xúc. Không thể quên được trái tim yêu. Thật ấn tượng quá đi. Woohoo, rơi xuống rồi. Ok, cũng đẹp phết đấy. Cả hai bạn đều xuất sắc. Vòng này hòa. Wow, tuyệt. Sẵn sàng chưa? Nhìn có quen không nào? Kevin ạ. À, anh ấy đẹp như tranh ấy. Chào nàng. Anh tặng em hoa này. Tình yêu niên thiếu, ôi ước mơ của Mỹ. Mình có thể vẽ nụ cười của anh ấy dù đang ngủ luôn cơ. Nhưng có lẽ vẽ bánh kép được không mới là chuyện. Điều đó còn dựa vào người họa sĩ nhở. Ồ, trái tim này. Dùng màu khác nào bà con. Cuộc thi này bắt đầu hay ho rồi đấy. Hai trái tim này chứa đầy tình yêu đấy nha. Nhưng cái bánh nào trông ngon hơn nhở? Sắp xong rồi đây. Chị đã dùng tình yêu để làm cái bánh này đấy. Muốn xem kết quả quá đi. Lật bánh thôi nào. Và lật này. Cưng thế. Cả hai cái bánh trông đều tuyệt đó nha. Đây mới gọi là làm bánh có tầm chứ. Nhưng mẹ chỉ được chọn một thôi. Hay lần này cả hai bé con cùng thắng nhá. Kevin đúng là đẹp trai xuất sắc nhở. Chúng ta đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo rồi. Ồ, cô thích nhảy múa lắm. Thế là các em chuẩn bị được vẽ nghệ sĩ ba lê đấy. Khoan, cái gì ạ? Sao tụi em vẽ cái đấy được hả cô? Nhìn tớ cái gì? Tớ còn chưa xem ba lê bao giờ. Khoan, tớ biết rồi. Tớ sẽ dùng tờ giấy này. Gấp đôi nó lại như vậy. Cậu đang làm cái gì đấy? Gấp origami à? Có vẻ hay ho nhá. Biết mà, nhưng phải đảm bảo rằng giấy được gấp chính xác nhé. Tớ sẽ gấp đôi ở giữa như vậy. Rồi gấp vào trong thêm lần nữa. Mở ra sau đó gấp hai góc xuống. Đỉnh. Giờ gấp cái vạt ở đáy vào trong. Cả hai mà luôn nhé. Ngon lành. Nãy giờ tớ gấp chuẩn phết. Đúng là nghề của tớ. Giờ gấp ngược hai góc này xuống. Cả góc ở đây nữa. Sao xong rồi đây. Một tẹo nữa thôi. Hai mặt này phải gấp lại nhé. Đấy. Làm được rồi. Tớ đã gấp giấy thành một cái thuyền bé xinh. Cậu nghĩ sao này? Có thích không bố? Đấy. Đỉnh của chóp. Thêm một cặp buồm nữa cho thuyền nhé. Nhưng cái này liên quan gì nhảy nhót? Ồ, vì thuyền nhảy trên sóng khi nó ra khơi á? Ủa gì đây? Tôi chả hiểu ý tưởng của cậu là sao luôn. Lạc đề rồi má ơi. Bạn em nói đúng đấy.
Thế không, hình trên vòng quay là người múa ballet chứ có phải thuyền đâu. Dạ rồi, nhưng em nghĩ em vẫn làm được gì đó với origami. Ơ, cậu lại gấp thuyền hả? Vì không hiệu quả đâu nhá. Không, có phải thuyền đâu. Nhìn nè, lần này tớ làm kỳ lân. Kỳ lân tiến lên, em đỉnh nhất đã. Vẫn không phải ballet. Ừ rồi, cũng nói đúng, nhưng tớ có cách. Quá tam ba bận này, giờ tớ sẽ dùng hẳn hai màu thể nào cũng ổn áp. Cậu làm gì đấy? Wow, khó dã man. Học ở đâu mà đỉnh vậy? Cậu ấy gấp nhanh quá, mình không theo kịp. Tuyệt, xong rồi này, tớ gấp một đóa hồng xinh đẹp á, tặng cậu. Đáng yêu chưa này, không ngờ cậu lại tặng tớ đấy. Nhưng mình nên làm gì ta? Biết rồi, chỉ cần gấp giấy từ đầu thôi. Mình sẽ dùng cạnh của thước để nâng gấp thẳng thớm. Khúc này khó nha, các bạn phải mở góc như vậy. Và cả bên này nữa. Ok, vẽ với chút nào. Chỉ cần vẽ một nghệ sĩ ballet bé xinh lên giấy thôi. Đáng yêu thật đấy. Ok, mình phải vẽ trong này nữa. Nhớ vẽ đầy đủ mặt và tay ở đây nha. Và làm tương tự với bên kia nữa. Khi đã xong, mình chỉ cần giống vậy với cái vạt dưới chân. Cho thêm chút màu sắc thì cô bé sẽ xinh lên đấy. Nhưng không thể quên tô màu ở các vạt nhé. Và cái váy xòe của cô nàng nên có màu xanh dương. Yêu quá, xanh ở đây và xanh ở đây nữa. Tuyệt, tớ hoàn thành tác phẩm rồi, ta-da. Này, để tớ cho cậu xem tranh của tớ hoạt động thế nào nhé. Nếu tớ gấp mấy cái vạt lên và xuống thì cô bé sẽ nhảy. La la la, xem cô ấy nhảy kìa, xinh xẻo dã man. Wow. Wow, cực kỳ ấn tượng, em thắng rồi. Tuyệt, mình biết ngay mà. Nhưng... lần này là một trái tim. Các em sẽ cần thêm họa cụ. Chuẩn bị này hai nàng. Xem đồng bút nè bà con. Wow. Có mỗi vậy thôi á? Chán quá đi à. Chúc may mắn. Mình có cách rồi. Thế nào cũng tuyệt lắm đây. Mình sẽ vẽ một trái tim to đùng. Nãy giờ vẫn ổn nha. Giờ vẽ tim nhỏ ở bên trong nè. Hoàn hảo quá. Kinh khủng quá. Ê, xem tớ vẽ kia kìa. Xịn đó. Chắc mình cũng phải vẽ cái gì đó thôi. Chờ chút. Mình có ý này nè. Mình sẽ dùng cả bút dạ lẫn bút chì luôn. Giờ là phần hay ho này. Mình sẽ vẽ một đường ở giữa trái tim. Vậy là ngon rồi. Giờ thêm cái bóng nữa. Mình sẽ tô đậm lại một số chỗ để tạo bóng. Đúng như kế hoạch luôn. Giờ mình sẽ cắt quanh phần trên của trái tim. Cô ơi, em xong rồi ạ. Xin lỗi. Ok, xem trái tim của hai em nào. Rất thông minh đó Molly. Cô cực thích. Sarah ơi, trái tim đâu nào? Đằng kia đó ạ. Là nghệ thuật đường phố sao? Hai cách khác nhau nhưng đều xuất sắc. Cô rất thích. Em cảm ơn. Tôi có một bông hồng rất đẹp. Và thử thách đầu tiên của các bạn, chúng ta sẽ vẽ một con ngỗng. Các bạn nghĩ mình sẽ vẽ đẹp hơn chứ? Này, wow, mình có thể làm được. Trông dễ thương ghê. Chà, giờ thì bắt đầu từ đâu đây? Đúng rồi, tất cả là do góc của cây bút thôi. Để xem cậu vẽ gì nào. Tớ muốn xem cách cậu vẽ. Được chứ, đừng có che nữa. Chà, mình nên dùng gì ở đây nhỉ? Bàn tay này đột nhiên cho mình nguồn cảm hứng. Và mình biết dùng nó để làm gì rồi. Đầu tiên, viền xung quanh các ngón tay. Ngón cái là đầu. Và bàn tay là phần thân. Không được quên đôi chân dễ thương nhé. Thế cách mà màu sắc thay đổi mọi thứ chứ. Con ngỗng màu vàng tươi vui vẻ. Màu nâu rất hợp với đôi chân. Gần xong rồi. Được rồi, xem nào. Đây là con ngỗng, thấy không? Đến lần mình à, anh thấy sao nào? Cả hai đều khá đẹp. Con ngỗng này trông chất thật đấy. Tốt quá. 1, 2, 3 và...
tự mình que được vỏ sò màu xanh nè. Ồ, tôi khoái mèo con lắm. Úng ba là gì bùa. Thôi nào. Đấy. Cô ấy xịn thật đó. Không biết có gì bên trong nhỉ. Một đồng vàng hả? Đến cậu đó. Không cần kéo tay tớ như vậy đâu. Tớ sở được cái gì rồi này. Một bé mèo con thật luôn nè. Ồ, em ấy dễ thương muốn xỉu luôn nhỉ. Không biết biệt danh của em ấy là gì ta. Gọi bé là kẹo dẻo đi. Cũng được. Mà sao tớ có mỗi đồng vàng này nhỉ. Nghĩ ra rồi, tớ sẽ tự vẽ bé mèo của riêng mình. Tớ chỉ cần một hình bán nguyện hoàn hảo thôi. Thế là mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhìn hợp lý quá nhỉ đúng không? Chỉ cần vẽ vài hình khác nhau là được một bé mèo cực xinh rồi. Và đừng quên tô màu nữa nha. Thêm một chút điểm nhấn nè. Và xong rồi, xinh thật sự luôn. Cảm ơn vì cho tớ cái này nhé. Wow, ai là bé cưng của anh nào? Kẹo dẻo ơi, cậu chẳng vẽ gì cả hả? Tớ bị phân tâm ấy. Cho ban giám khảo xem hình vẽ mèo của hai bạn nào. Chà, xấu hổ quá. Đây chính là bức tranh đỉnh nhất của tớ đó. Mèo. Đỉnh của mèo luôn. Cảm ơn ạ. Cậu chưa có cảm hứng hả Brian? Úng bắt là gì bùa. Hả? Kẹo dẻo à? Ồ. Gì anh ạ? Hải dã man con ngan. Tớ vui vì cậu vui đấy. Không ai nhìn thấy, không sao. Tôi muốn các bạn vẽ một quả chuối. Ok ạ. Chuyện nhỏ như con thỏ. Vẽ chuối thì có gì mà khó. Giờ thì lật lại nè. Không đúng rồi. Bị sao vậy ta? Ở đây phải có phích cắm chứ. Đồ phá hại. Úi da. Xin lỗi nhá, tớ cần vẽ một quả chuối. Vẽ chuối thì đơn giản thôi, nhưng tớ sẽ làm cho nó nghệ hơn. Wow, hình vẽ đẹp phết nè. Dùng màu vàng nào. Tớ sẽ tô vào trong các phần. Vòng này tớ thắng chắc luôn. Trông giống y như thật. Tớ sẽ dùng sắc vàng đậm hơn cho vỏ chuối. Cứ thong thả nhé. Tớ muốn vẽ thật cẩn thận. Tớ không muốn mắc lỗi gì. Đã xong. Xem này, thấy đẹp thì cứ khen đi. Tớ không nói chuyện với cậu. Sao vậy nhỉ? Lần này cấm cậu tái máy gì nghe chưa? Ok, tập trung. Mình nhất định phải thắng SC. Vậy là xong phần viền. Giờ mình sẽ vẽ quả chuối. Hay mình chuyển qua làm chuyên nghiệp luôn nhở? Nhà Cheryl bán bánh kết. Nghe bắt tai ghê. Khoan, mình cần tập trung mà. Gần xong rồi. Wow, nhìn dễ thương ghê. Xí, nào nào, cố lên. Này. Ta-da. Khó quyết định quá. Vòng này hòa. Tớ đồng ý. Giỏi quá. Wow. Chị ấy không biết đâu. Cậu nghĩ thử thách tiếp theo sẽ là gì? Ok là các em sẵn sàng chưa? Hình như chủ đề lần này là cậu bé đó. Cô rất muốn xem các em chuẩn bị làm gì. Nói thật thì em thấy thử thách này chán hòm. Hả? Ôi không, mình hết bim bim rồi. Gặp đôi chán hòm luôn. Chà, phải làm gì bây giờ ta? Chờ chút bà con ơi. Giờ đĩa của mình trống trơn rồi. Chuẩn, thể nào cũng thành công. Kế hoạch này hơi bị xịn luôn. Cô đang làm cái trò con bò gì với đĩa và bút dạ thế? Chả hiểu thế nào. Sao lại vẽ lên đĩa thế kia vậy hả? Là bò trắng răng, tớ biết mình đang làm gì mà. Vẽ cho xong anh bạn người que trên đĩa nào. Con trai à, mình nên vẽ gì nhỉ? Lại chơi đùa với từ nào, mình thấy cách này khá hiệu quả. Ok, bôi là con trai nhé. Giờ bắt đầu biến hóa thôi. Cho cậu chàng một cặp kính và ít tóc nữa. Ổn thì áp, không được quên tay nha. Cằm, mũi và miệng nữa. Ngon lành, đã xong người que. Anh chàng này cần một quả bóng bay. Đấy, phải có dây để giữ bóng nữa này. Có gì trong răng mình thế? Bực hết cả mình.
chả lấy được, hay uống chút nước xem nào. Có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Tớ nghĩ tóc màu cam rất hợp với cậu. Thêm vài đường nữa là có tóc soái ca rồi. Ok, cậu thích áo xanh lá không? Hơi bị hợp đó. Xong xuôi. Không, cậu làm đổ nước lên chàng trai của tớ này. Cậu ấy chết đuối mất, phải làm gì để cứu nguy thôi. Không không không, người quê ơi, đừng hoảng nhé. Khoan, có chuyện gì đó đang xảy ra. Chàng người quê của tớ lạ lắm. Đúng rồi, cậu ta không thể chết đuối vì nổi được á. Chết nghi nước cắt, thích quá đi, cậu sáng tạo lắm luôn. Tớ thắng vòng này sao? Tuyệt vời không mặt trời. Các cậu đã sẵn sàng cho vòng này chưa? Màu hồng là một chú đại bàng. Chưa xong đâu nha. Gì cơ? Thế này là sao trời? Mật mã gì vậy trời? Để tớ nghiên cứu chút xem nào. Hơi bị xoắn não rồi đó. Không biết mình nên ăn gì vào bữa trước nhỉ? Cậu ơi, biết phải làm gì rồi kìa. Tay mình đau quá. Nghĩ ra rồi. Mấy dấu X này giúp mình vẽ ra chú chim ưng đó. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa thôi. Mình phải tăng tốc mới được. Trông ổn đó. Và thế là xong rồi bà con. Xong chưa? Vừa kịp giờ luôn. Xem này. Ấn tượng đó nha. Ngại quá đi. Tờ vẽ phong cách tự do á? Có cả kim tuyến nữa này. Cậu có thích không? Trông như một chú chim tiên cái. Ok. Đâu rồi ta? Abracadabra. Tôi có một bông hồng. Sao làm được vậy? Hay đúng không? Nó là thật đấy. Nhìn này. Vào đây đi bông hồng nhỏ. Tớ cũng cần thấy nó nữa Brian. Nhìn mấy cái cành hoa kìa. Tao nghe mày rất to và rõ. Bông hồng đang nói chuyện. Và mình đã được truyền cảm hứng. Xem cánh hoa đỉnh chứ kìa. Và màu sắc thật sự khiến nó nổi bật. Nhìn thấy kết cấu khác ở đây không? Giờ nó đã trở nên rất sống động trên giấy. Đừng bao giờ đánh giá thấp việc vẽ các nét đơn. Đơn giản nhưng rất đẹp. Giờ đỡ một chút bóng. Bóng thật sự tạo nên sự khác biệt. Nhưng sẽ mất thời gian. Vậy nên phải kiên nhẫn nhé. Tất cả chỉ là đồ lại các đường nét và dấu chấm. Cũng như lấp đầy các chỗ trống thôi. Và xong. Vừa kịp giờ. Cho tôi xem đi nào. Đẹp quá đúng không? Mình có phải được không? Mình chỉ có cành cây thôi. Chà, tiếc thật đấy. Brian. Sao cơ? Được thôi. Cậu có thể lấy bông hoa của tớ nè Gina. Cảm ơn nhé. Phải làm cho nó sống động mới được. Xong. Đẹp lắm. Cứ như cả hai bổ sung cho nhau vậy. Tôi sẽ ghi vào sách cả hai đều thắng. Gần như thế. Thêm một thử thách vẽ nữa nè. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Màu vàng là hình vuông. Chúc may mắn nha. Chắc là tớ sẽ làm được cái gì đó. Còn nít cũng vẽ được mà. Wow, có ai đó học hình học hơi bị đỉnh ấy nha. Tớ chả cần cái này đâu. Thế này mới hay nè. Chắc sẽ xịn lắm cho xem. Để coi nào. Hình vuông đó. Cái đấy mà là hình vuông à? Hay đấy nhỉ. Hình vuông nè. Ai mà chả biết ông ơi. Giờ cậu thấy chưa? Cậu ấy đỉnh thật sự luôn. Thông minh quá đi. Tớ chưa gấp hình của tớ mà. Đây, đẹp hơn chưa? Có cố gắng đó Brian.
hình vuông không hợp. Chỉ cho tôi với, đơn giản lắm. Làm thế này nè. Giờ nối các đường cậu vừa vẽ lại. Bắt đầu có hình dạng rồi đó. Wow!